Trước bức xúc của người dân quận Thanh Xuân, Hà Nội xung quanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3, chiều nay trong buổi giao ban báo chí thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức cuộc đối thoại giữa các cơ quan thông tin đại chúng với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Thanh Xuân, Ban quản lý dự án Thăng Long và đại diện Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Tại đây, các cơ quan chức năng đã không thể đưa ra những cơ sở pháp lý cho những quyết định liên quan đến việc thay đổi quy hoạch và giải phóng mặt bằng. Các cơ quan chức năng đã giải thích việc thay đổi quy hoạch nút giao vành đai 3 Nguyễn Trãi khiến cho nó bị lệch bằng cách đọc tên một loạt bản thiết kế và quyết định. Tuy nhiên, có hai điểm bất ổn. Thứ nhất là những văn bản này trái với quy hoạch đã được Thủ tướng phê duyệt. Và thứ hai, các cơ quan chức năng không đưa ra được những tài liệu nghiên cứu khả thi của việc thay đổi quy hoạch này. Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng ở đường Khuất Duy Tiến, trong khi những người dân ở đây chỉ được nhận mức bồi thường giải phóng mặt bằng quá thấp, theo dạng đất lấn chiếm và xây dựng trái quy hoạch cho đất và nhà ở từ trước năm 1993, các cơ quan chức năng cũng không đưa ra được quy hoạch gốc để chứng minh rằng đây là đất lấn chiếm bất hợp pháp. Đại diện Thành ủy Hà Nội đã kết luận, những gì mà quận Thanh Xuân, Ban quản lý dự án Thăng Long cũng như Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội đưa ra là không có cơ sở pháp lý, thiếu minh bạch. Đó là một trong những nguyên nhân chính gây bức xúc trong nhân dân và khiếu kiện kéo dài. Sắp tới, Hà Nội sẽ phải tổ chức các cuộc làm việc ở cấp cao hơn để giải quyết vấn đề này. Về sự thiếu minh bạch và thiếu cơ sở pháp lý trong cách trả lời của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư quận Thanh Xuân, Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội trong cuộc đối thoại với báo chí chiều nay, chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chi tiết trong các bản tin sau.